đặc biệt trái đất sâu bồ. Tớ về sao hỏa tìm bồ tớ đây. Ok, let's go. Ủa, em là người sao hỏa đúng không? Người sao hỏa không phải người trái đất đâu mà đi ra đây làm gì? Em đang thả thính mấy bạn fan thôi. Trời đất ơi, kỳ ghê. Okay. Hello, chẳng gặp là xin đây ảnh nho và chẳng có sự video của mình. Và chẳng có sự video Minecraft của mấy chị Camui. Rồi xong, bây giờ bà Camui làm bò luôn. Trời đất ơi, làm gì vậy Camui? Mới vô quân mà ngồi gọi là hải cỏ hải hoa vậy? Trời đất ơi. Nhật hoa, chị nghe nói hoa này làm thành được vòng hoa. Trời ơi, đang chào mà thì ok các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Minecraft. Ok các bạn, hôm nay mình với chị Camui bộ đôi cute sẽ quyết định làm một series. Đó chính là thử thách 100 đứa trẻ thon. Đấy. Hoa gì? Nói lại coi. Series 100 đứa trẻ. Là sao? Tức là tụi mình sẽ đi đẻ 100 đứa trẻ. Trời ơi, con vui mình tết. Em ơi. Hả? Bồ thì còn chưa có luôn á. Trời ơi, phải đi tìm bồ đã luôn á. Thì trong series này chỉ là gọi là nhiệm vụ của mình, chỉ làm sao đẻ đúng 100 đứa thôi, coi như hoàn thành series thôi. Nói chung yên tâm, trong này không có bồ cũng sẽ có bồ. Yên tâm. Ok các bạn. Đúng rồi. Ok các bạn, nếu các bạn ủng hộ mình với chị Cam Vui làm series 100 đứa trẻ này thì các bạn cũng đừng quên bình luận với cho mình biết nha. Ok Cam Vui, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Trời ơi, Cam Vui trở lại cho em. Trời ơi, suốt ngày hái hoa bắt bướm. Tới đây. Rồi, đây, ok, gì? Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của tụi mình đó chính là vào cái rừng này, chị thấy cái gì không? Đó, có nhận cầu hôn này, có mấy thứ rất cơ bản và có đồ ăn nữa rồi, chị ơi mời lấy đi. Rồi, đó, lấy đây là đồ của chị hết hả? Ừ, đúng rồi, lấy đi. Wow, ok, lấy, đã lấy xong. Rồi, bây giờ chị cầm mùi, bây giờ hãy đi theo em. Rồi, đấy. Rồi, bây giờ Camui hãy vào làng với em. Đó, Camui thấy rất nhiều trai xinh gái đẹp không? Đấy, thì nhiệm vụ của tụi mình đó chính là sẽ đi cầu hôn một trong đám người này làm vợ làm chồng. Đấy. Nhận bừa người ta làm vợ làm chồng á hả? Ừ, được hay gì chồng? Kỳ vậy, sao em kỳ vậy? Không, nhưng mà cái mốt đó, đây là mốt thử thách 100 đứa trẻ nên phải làm vậy thôi. Đây là cái mốt pet nó như vậy mà. Đấy, đâu phải do em đâu. Đấy, thì những bạn nào là fan của mình thì các bạn sẽ biết gọi là mình đã làm rất là nhiều series liên quan tới 100 đứa trẻ. Nhưng hôm nay mình sẽ cùng có áp với chị Camui Sama. Ok, và bây giờ thì chị có thể chọn một người chồng của mình đi. Mà sao trong này em thấy ai cũng nhìn nó kỳ lạ vậy ta? Sao nhìn mấy người con trai kiểu không phải mà kiểu xấu bẩn á. Mình không hiểu tại sao cái làng này rất là kỳ nha các bạn thấy không? Gái ai cũng rất là xinh. Trời, các bạn thấy không? Đó, gái rất là xinh luôn. Trời, gái nó xinh mà còn đấy cũng rất là xinh nữa. Trời, không có ông nào đẹp á. Nhưng mà mình biết sẽ có một số bạn comment: trời ơi, chị có ăn cay ra rồi mà chị còn dám ngoại tình trong game. Thì thực ra các bạn à, trong tim mình thì Kairon vẫn là người đẹp trai và người bạn trai tuyệt vời nhất của mình. Các bạn hiểu cho mình. Còn trong game, nó chỉ là game thôi nên mình sẽ làm gì thì làm. bây giờ mình sẽ đi kiếm bạn trai rồi. Cảm ơn các bạn trai nào chưa? Chị có rồi. Đâu? Đây, chị chắc chắn đây là người đẹp trai nhất làng. Em không thể giành với chị được. Đâu? Cái gì đây? Đây nè. Ôi, đẹp trai à. Rồi, bây giờ chị kích vô đi. Rồi. Kích vô hả? Ừ. Kích vô. Ok các bạn, một sự sai lầm của mình đó chính là phải đưa kim cương cho tụi này thì tụi này mới chịu cưới mình nha. Ok, các bạn chuẩn bị tinh thần kìa. Are you ready? Ok, chị đã đưa hết kim cương cho người ta rồi đấy, hết cả gia sản người ta rồi đấy. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi cưới chồng các bạn. Chào đi, 2, 3 nào. Trời đất ơi, ok các bạn, và đây người chồng của Camui rất là đẹp trai luôn các bạn. Trời đất ơi, oh my god. Rồi bây giờ Camui có chồng rồi nhá. Ok, rồi yeah, đi. Có người đi theo rồi nè, bye bye em. Camui. Trời ơi, mà bỏ tôi, bỏ vi trai, bỏ anh chị em kìa. Thôi không sao, mình cũng phải đi kiếm chồng các bạn ơi. Mà nãy chưa không có bạn đẹp trai hết chứ. Nhưng mà các bạn yên tâm, trong lòng mình cay vẫn đẹp trai nhất nha. Nên các bạn cũng đừng có nói mình gì nha. Oh my god, trời ơi, bạn có chồng xong bây giờ bạn đi tung tăng rồi các bạn ơi. Trời đất ơi. Nè. Tìm chồng lên, nhanh lên em ơi. Rồi, biết rồi. Ui, anh này dũng cây rôn nè. Ui, đẹp trai vậy. Để mình nói chuyện thử coi. Interesting nè, nói chuyện thử nha. Joke tức là nói chuyện hài. Ok, nói thử coi. Chị sẽ bắt Kairon. Em đang kiếm một người giống Kairon mà chị. Em thấy bạn này giống Kairon mà, đồ đỏ với tóc nâu. Thì thật ra hồi trước Kairon tóc nâu các bạn ơi, nên các bạn hãy bỏ qua cho mình nha. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ gọi là tell a story, tức là kể cho anh này một câu chuyện.
Ok, nói chung anh này mình cũng biết dễ chợ. Đấy, trời ơi các bạn ơi, cảm ơn quá trời luôn, cho kim cương mà cảm ơn quá trời luôn. Đúng là con trai chị mê tiền thôi các bạn ơi. Ô, tim màu vàng rồi các bạn ơi. Ok, và tim màu vàng rồi, nhưng mà sẽ trao nhẫn cho anh này. Anh có muốn cưới em làm vợ không? No. Wow, trời ơi, anh này đồng ý cưới em nè. Oh my god. I can't no, wait. Anh giả vờ đó. Ok các bạn, mình đã có chồng rồi. Oh my god. Hi. Hello. Ủa, nhưng bây giờ làm sao để có. À để có, yên tâm, nói chung trong tập sau tụi mình sẽ để con nha các bạn. À và nói chung trong tập sau thì gọi là mình với chị Cam Mui sẽ xây nhà và gọi là cùng lập gia đình và để con. Thì tập sau thì gọi là mình cũng không biết đặt con tới gì, nên những bạn nào có thích đặt gọi là con trai con gái cái gì thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới, kiểu con trai sẽ là tên gì, con gái sẽ tên gì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới nha. Mình sẽ đọc comment và mình sẽ lọc ra những cái tên hay nhất cho gọi là tập 2 nha. Ok, đầu tiên mình sẽ... Ủa sai ông này. Ủa chị Cam Mui cái gì vậy? Sao? Okay. Đây là sự vi diệu của game bạn, chúng ta đây chỉ là vô tình thôi nha, đây là mình chưa làm hết nha. Ok, bây giờ chị mời, bây giờ em với chị sẽ cùng chặt cây gọi là để kiếm gọi là khi ta gỗ và để xây nhà thôi. Tập này thì mình chỉ gọi là kiếm gỗ và khám phá chỗ này thôi nha. Trời ơi, sao chồng em đẹp trai vậy? Trời ơi, đẹp trai quá. Trời ơi, chồng chị đẹp hơn nha. Em ơi, tính ra của em màu đỏ của chị màu xanh đúng màu của chị luôn á. Ừ, còn màu đỏ là màu của Kyron nè. Trời ơi, hai chị em mình hợp tính quá. Ôi, các bạn ơi, những cái rừng này nhìn rất là đặc biệt luôn á. Wow. À. Nhiều hoa quá hả? À đúng rồi, chị có mua nhặt hoa để em chế tạo cái vòng hoa chị đội ha. Coi như là gọi là quà gọi là gì ta? Quà đám cưới của hai. Đây, chị nhặt từ đầu game nữa, từ đầu luôn á. À cái quả cái hoa nằm này. Ok, bây giờ mình sẽ đi chặt gỗ đi chị ơi, để gọi là chế tạo gì đấy. Trời đất ơi. Chặt gỗ để chế tạo hoa. Chế tạo được luôn. Mày này chế tạo sao vậy? Hello, come on. You are creative. Come on. Em quên rồi. Trời đất em ơi. Rồi, nói chung là tập đầu các bạn thông cảm cho mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo một số cái, mình sẽ chặt cây để tập sau tụi mình sẽ gọi là gì ta, xây nhà và gọi là gì ta, đẻ con nha. Và các bạn đừng quên gọi là comment phía dưới tên con trai sẽ là tên gì và tên con gái sẽ là tên gì. Mình sẽ gọi là chọn một gọi là comment của bạn nào đặt tên gọi là hay nhất nha. Ok. Cảm ơn, có trái dâu nè. Alo, nè. Đâu vậy? Ủa hay vậy? Chờ cái tí gì vậy? Xin luôn nhá. Rồi, berry. Ủa, cho em một quả này. Berry. Ăn con đọc cũng nhỉ? Ủa chị. Ăn thử đi chị Cam ơi. It's okay. Em thử đi. Hơ, em sẽ. Sao không phải là chị? Nhâm. Ghê. Wow, ok, không có đọc. Nhưng mà cái này ít quá à. Ôi, mà chị Cam một cái rừng này đẹp ghê á chị nhỉ. Wow. Có cừu, trời ơi chị Cam ơi, xuống. Nhưng mà có cái hai đâu. Hai ông chồng này hơi phế vật và cũng không làm gì cho tụi mình cả các bạn ơi. Không làm gì hết trơn. À, Cam ơi bây giờ phải nhuộm cho mấy cái con cừu này cùng một màu. Đấy, phải nhuộm cho tụi này cùng một màu. Rồi, ok, bây giờ Cam ơi, bây giờ mình phải chế tạo giường chị Cam ơi. Ok, em nhuộm màu cho tụi này. Đấy, khoan đã, đó. Tính ra là mình có... Em ơi, tính ra là mình có làng kia luôn rồi á. Ủa làng làm gì có giường? Ủa làng không có giường hả? À, trời đất ơi, không có giường. Đấy. Đã nghe chị làm một con giường chứ. Không, 1.2 sao có giường được. Rồi, ok. Ủa kìa. Ôi trời, vậy thôi biết sao giờ. Ok các bạn ơi, thì mình đã gọi là thu thập rất là nhiều thứ rồi các bạn. Wow, trời. Ở ngoài nó có mấy anh đẹp trai khác nè. Wow. No. Ôi chị ơi, có chồng rồi. Có chồng rồi mà tham dễ sợ chứ. Thôi bây giờ về làm chị Cam ơi, bây giờ trời tối mất tiêu xong rồi các bạn ơi. Cái gì đấy? Trời tối thôi nữa trời, tối tối quá chị ơi, em đang cài shader nó rất là tối. Trời đất ơi hả? Ừ. Cái này mà thấy quái vật tí. Bèo luôn các bạn ơi. Ok giờ về trời chồng ơi, về chồng ơi. Thôi chồng ơi. Trời em tôi nghe. Thôi nghe xỉ quá xỉ quá. Thôi bây giờ tay ra đây đi về với sim nè. Ủa chết rồi. Quái vật có mặt rồi chết. Xong tôi với chị Cam Mui lạc nhau rồi. Cam Mui luôn. Đâu rồi? Ủa? Ở đâu? Đây. Trời có nhiều đồ quá các bạn ơi. Huệ hên quá hên quá. Rồi chị để em chút nha. Em đi chôm đồ của dân làng xíu. Chị đâu rồi? Đây. Vô đây. Trời đúng rồi chị ơi. Đây là cái siêu thị Izao á.
Ui, em ơi, trong đây có đồ nè, trong đây có đồ nè. Trời đất ơi, có 4 củ cà rốt thôi cho chị á. Cà rốt của chị hơi bị xịn đấy. Nhưng mà quay vật động ngoài em ơi. Oh my god. Ok các bạn, mình các bạn thông cảm cho mình nhá. Ok. Các bạn thông cảm cho mình. Tay bảo vệ xin phép ơi. Ok, ra đây các bạn ơi, ra đây. Trời, một cái ngày mà tôi không ngờ nó quá là phiền phức các bạn. Ra đây chị Mùi ơi. Trời đất ơi, một ui. Không sao, nó bị cháy rồi, nó bị cháy rồi. Ok các bạn ơi, thì ngày đầu tiên mình với chị Cam ơi quá nhiều thứ luôn. Ok Cam ơi, có này này cho chị nè. Đây. Cái gì vậy? Đây. Wow, thế nhở? Đó, ok. Ok các bạn ơi, thì ngày đầu tiên của mình chị có mua rất là nhiều thứ thông gì ta, phong ba bảo táp luôn. Thì đây là chồng của mình với chị có mua rất là giống nhau. Ủa mà sao? Ủa sao em thấy chồng chị với em gọi là gì nó giống nhau vậy? Nhưng mà màu khác nhau chứ. Hai bạn này là người không phải, hai bạn này là một cặp đâu, không phải một cặp đâu nha các bạn. Nói chung là hai người này không phải một cặp đâu nha, không phải nha. Rồi hai anh lại nhìn nhau nữa. Gì đây? Ủa sao chồng chị lại nhìn chồng em? Cái... sao chồng em lại nhìn chồng chị? Ủa cái gì đây? Ủa sao cô heo lại sao đó chị? Rồi ok các bạn, thì gọi là video gọi là đầu tiên gọi là về series 100 đứa trẻ của mình với chị cậu. Hai em có gay không nhỉ? Hỏi trước. Ok các bạn, thì tập 2 sẽ ở tập gọi là đẻ em bé. Thì các bạn cũng đừng quên đặt tên cho gọi em bé trai và em bé gái. Thì mình sẽ chọn ra những cái tên hay nhất, mình sẽ đặt tên nha. Ok, cảm ơn giờ thì bye bye mọi người. Và chúc mọi người một ngày tốt đẹp. Bye bye, nhá. Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng. Nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì 7 mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền. Vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau. Tiến lên phía trước con số 8 hùng hậu.